Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của mẹ Tuyết, cô đã chuẩn bị món ăn sang trọng, bày biện trên bàn, mặc bộ đồ xinh đẹp nhất để chờ chồng đi làm về. Nhưng không ngờ, một người đã báo cho cô biết, chính ngày này, chồng cô đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Quá bực tức, mà đúng lúc này, người giao hàng tới đưa món quà mà cô đã đặt tặng chồng. Trong lúc nóng giận, cô gạ luôn anh chàng thanh niên giao hàng.